Kênh Channel. Bé Na và kênh Kênh Channel xin chào các bạn. Như ở tập trước, các bạn đã biết bạn rồng bánh quy đã được giải cứu và hồi sinh. Rồi ở tập này thì bạn rồng bánh quy đã xung phong cùng với lại chó bất tử đi giải cứu những bạn rồng khác đồng thế giới vũ trụ. Kia, các bạn nhìn thấy không? Mặt trăng nè, còn đây là ngôi sao. Vì là vũ trụ nên chúng ta sẽ thấy mặt trăng, ngôi sao, mặt trời và cả trái đất của chúng ta nữa đó. Ý, mặt trăng kìa. Ý, ông mặt trời màu cam kìa mấy bạn, đang cười kìa. Hả? Ở đây cũng có những con ngáo ộp nữa kìa. À, còn cái tròn tròn màu xanh có gương mặt cười đó là trái đất của chúng ta đó. Còn những buộc vải mà kéo ngang qua thì là những đám mây, những dải ngân hà. Wow, ngó hộp nhiều quá. Có chân. Chúng ta sẽ lấy thiệt là nhiều kim cương. À, còn có những quái vật ăn thịt người nữa kìa. Để bắn nó đã. Chứ nó ăn thịt người nhiều quá. Ui, ở đây có đường hầm bí mật này, chó bất tử ơi. Hay quá. Yeah, lượm được một cuộn len rồng rồi. Chúng ta phải tiếp tục sưu tầm thiệt là nhiều mới được. Tinh 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 tang. À, chạy. À, còn có những quái vật ăn thịt người phía trên nữa kìa. Ây da, bị nó ăn rồi, hồi sinh. Bạn rồng của chúng ta mới bị kem thịt người ăn vô miệng rồi đó. Nhưng bạn ấy đã có năng lực hồi sinh nên là bạn ấy đã hồi sinh trở lại. Ý, có chân. Không biết quái vật tròn tròn này là cái gì nữa. Nó cứ nó lăn tròn tròn mà nó đè trúng rồng là rồng sẽ xẹp lép luôn à. Ý, ở đây có một ống cống nè. Làm sao chui vô được đây? Ở thế giới này không trọng lực, không có nhảy vô được. Chó ơi, đẩy rồng lên với. À, lên được rồi. Các bạn biết không, ở thế giới vũ trụ này á, không có trọng lực, cho nên mình đi đứng y như bay vậy đó. Rồi, đã về tới nhà rồi. Thu hoạch được thiệt là nhiều cuộn len rồng. Bây giờ phải hồi sinh thôi. Yeah, cuối cùng các bạn ấy đã hồi sinh được cho rồng không gian rồi. Tiếp theo là gì? À, tiếp theo chúng ta phải tới thế giới khăn choàng cổ. Bây giờ ai xung phong đi đây? Được rồi, để rồng không gian đi cho. Các bạn đã mệt rồi mà. Ok, bây giờ rồng không gian sẽ tiến vào thế giới khăn tròn cổ nha. Wow, những cái khăn tròn cổ được phơi trên đây nè mấy bạn. Sao có nhiều con ngáo ộp như vậy không biết nữa. Ý, con ngáo ộp móc len kìa. Cẩn thận, nó mà móc đúng mình là mình sẽ bị mất tiêu luôn á. Tại vì nó có cái vũ khí là cây móc len á. Nó kéo vô một cái là len tự bung ra trơn luôn à. Ý, cẩn thận, có con gì ở phía trên. Nó phóng ra kìa. À, con đó là con bọ. Con bọ nó đang phóng ra những quả cầu gai. Cẩn thận nha. Kìa, quả cầu gai màu đỏ kìa. Cẩn thận. Yeah, lượm được một cuộn len rồng. Có chân. À, rồi trúng quả cầu gai rồi. Đau quá. Tiêu diệt luôn nè. Con ngáo ộp lì lợm kìa, kia phía trước kia. Con ngáo ộp cầm cái móc mà treo trên quả bông bóng bay nữa chứ. Yeah, một cái khăn tròn cổ mới nữa kìa. Có chân. Ở phía dưới là con ngáo ộp. Rồi nó chọi trúng rồi. Ui dao dạ, hồi sinh. Hên là rồng có năng lượng hồi sinh, chứ nếu không thì tiêu rồi. Kìa, cẩn thận, con ngáo ộp nó chọi quả cầu gai phía dưới kia. Phải tiêu diệt con ngáo ộp này mới được. Nó toàn nó đứng ở dưới nó đánh lén mình không à. Thôi bỏ luôn đi, mình đi qua chỗ khác. À, mình thu thiệt là nhiều trái tim sinh mạng. Ôi, gì vậy? Sao tự nhiên nó cuộn lại vậy? Kìa, ngáo ộp kìa.
xíu nữa là con á hộp nó dùng cái móc len nó móc vô người mình rồi. Hả? Nó hộp này giống như trong thế giới Doraemon quá à. Có trong chống tre kìa. Nó đeo trong chống tre nó bay lung tung hết. Cẩn thận, cẩn thận. Chó bất tử ơi. Rồng quên rồi hả? Chó bất tử là không bao giờ chết. Cho nên dù đụng những con ngó hộp này, chó bất tử cũng không sợ. Chó bất tử sướng quá à. Ước gì bé Na cũng có khả năng giống như là chó bất tử, không bao giờ chết dù gặp kẻ thù. Lúc đó mình sẽ dùng sức mạnh của mình để làm thiết là nhiều việc tốt hơn mấy bạn ha. À, con ngó hộp nó đang đu trên cái khăn trần cổ kìa. Tốt rồi. Ồ, ở đây có nhiều con ngó hộp quá, chạy qua luôn. Chạy qua, chạy qua. Ý, được rất là nhiều trái tim sinh mạng nè. Cẩn thận, cẩn thận. Kìa kìa, con ngó hộp kia có chân, nó chạy qua cô gái. Hên quá. Phải bắn nó mới được. Wow, rất là nhiều trái tim luôn. Nhảy lên. Lấy thiệt là nhiều kim cương. Chó bất tử đã tiêu diệt được con ngó hộp rồi. Bum. Wow, thiệt là nhiều kim cương ở đây luôn á. Lấy những bông hoa mới được. Kìa con ngó hộp phía trên kìa. Cẩn thận, cẩn thận. Nè 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 nè, nó giả bộ nó đẩy xuống kìa. Hả? Những cái khăn tròn cổ này nó có thể mở ra và thu lại được, cho nên rất là khó đi. Ây da, ây da, ây da, ây da, ây da. Mình bị trôi lơ lửng rồi. Ý, còn có bảy sắc cầu vồng nữa nè mấy bạn. Đúng là thế giới khăn tròn cổ này đẹp quá. Bum, những con ngó hộp nè. Bum. Công nhận chó bất tử giỏi thiệt. Nhờ chó bất tử mà tiêu diệt được rất là nhiều con ngó hộp luôn đó. À, tìm thấy cuộn len rồng. Hay quá, hay quá. Tiếp tục đi. Gần hồi sinh được một bạn rồng khác rồi. Chỉ còn một cuộn len nữa là đủ. À, phía trên kia, phía trên kia. Yeah, 5 cuộn len. Thôi quay về nhà để hồi sinh cho bạn rồng này mới được. Đi thôi, nhanh lên chó bất tử ơi. Kìa kìa, cái vòng quay trở về nhà đã hiện ra rồi kìa. Chui quá. Đây, 5 cuộn len rồng đã xuất hiện rồi. Rồng khăn tròn cổ hồi sinh. Yeah, yeah. Ủa, tiếp theo mình đi đâu vậy? Hả, tiếp theo là một pháo đài. Vậy là trong này có con trùm á. Bạn nào phải thiệt là mạnh đi vào đây đánh mới được. Được rồi, để rồng khăn tròn cổ mới hồi sinh khỏe mạnh nè. Để rồng khăn tròn cổ đi cho. Ý, chó nó sủa gì vậy? Chó bất tử chỉ gì vậy? À, có cuộn len rồng ở trên kìa. Mình phải lên đó mình lấy mới được. Cẩn thận nha, bạn rồng khăn tròn cổ. Tại vì trong cái lâu đài này chắc chắn sẽ có con trùm đó. Mà không biết con trùm gì đây nữa. Một con trùm tay sai của bà phù thủy luôn bảo vệ bà ấy đó. Kìa kìa kìa, có con đường bí mật kìa. Mình vào trong đó đi. Ơ, đây là đâu vậy? À, bà phù thủy kìa. Hả, ngươi lại đi theo ta. Các ngươi thiệt là giỏi quá. Nhưng mà các ngươi đừng có mơ. Ở đây ta đã có những thuộc hạ rất là khỏe mạnh sẽ bảo vệ ta. Chuột chuỗi khổng lồ, hãy tiêu diệt con rồng này, đừng cho nó đi theo ta nữa nghe chưa. Dạ, tuân lệnh phù thủy. Hồ biên. Đợi cái mẫu vô. Ha 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 ha. Con rồng bé nhỏ kia, hãy xem ta đây. Quả cầu gai của ta là sức mạnh vô địch. Ui da, ui da, ui da. À, tiêu rồi, sao quả cầu gai này nó đâm đau quá vậy. Kìa kìa kìa, nó lại lăn nữa rồi kìa, chạy, chạy, chạy. Mà
mình không thể chạy hoài như vậy được. Mình phải tìm cách để tiêu diệt con chuột chuỗi khổng lồ này thôi. Bây giờ không biết tiêu diệt con chuột chuỗi này bằng cách nào nữa. Phải suy nghĩ, phải suy nghĩ. Vừa suy nghĩ vừa ném quả cầu gai. Làm gì đây, làm gì đây ta? Các bạn ơi, bây giờ rồng phải làm gì đây? Thôi thôi, thu lên của mấy con chuột chuỗi nhỏ xíu này trước đã. À, khi mình thu lên con chuột chuỗi con thì con chuột chuỗi khổng lồ sẽ bị té xuống. À, mình đã hiểu ra được cách tiêu diệt nó rồi. Ê, đó, nó bị ngã xuống kìa. Bụp. Yeah, nó bị yếu đi rồi kìa. Vậy là mình đã tìm ra được cách để tiêu diệt con chuột chuỗi khổng lồ này rồi. Chỉ cần bắn lên vào những con chuột chuỗi con thì con chuột chuỗi khổng lồ sẽ bị ngã xuống. Sau đó mình sẽ nhảy lên cái mông của nó, mình đạp 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 xuống là nó sẽ bị tiêu diệt năng lượng sinh mạng thôi. Kia kia kia, nó ngã xuống rồi kia. Bum. Lượm 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 lượm. Thôi nó đã yếu đi rồi, nó đã yếu đi rồi kìa. À, bây giờ nó lại cho những con chuột chuỗi con ra nữa kìa. Rồng đâu có sợ, rồng chỉ cần thu len của những cái con chuột chuỗi nhỏ là ok rồi. Y y. Bây giờ một lần ra tới 3 quả cầu gai luôn. Bum. Nó đào cái mông. Yeah, tiêu diệt xong rồi. Yeah yeah yeah. Về nhà thôi, mình đã hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt con chùm rồi. Rồng trần cổ mệt quá, về nhà nghỉ ngơi đã. Tập sau lại đi tiếp tục nữa thôi. Không biết các bạn rồng của chúng ta có tìm được những cuộn len bị rớt và hồi sinh lại được không nữa. Ngoài ra trên đường tìm những bạn rồng bị bắt cóc, mấy bạn rồng còn có thể gặp những tên tay sai của bà phù thủy nữa đó. Bọn chúng rất là hung dữ. Còn ngoài ra bà phù thủy cũng có nhiều phép thuật lắm. Không biết các bạn rồng của chúng ta có thể vượt qua được không nữa. Các bạn nhớ đăng ký thành viên để theo dõi những tập tiếp theo nha. Càng lúc càng hấp dẫn đó.